Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 10, Đại tá Bùi Quang Thành, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã khai quật ngôi mộ để khám nghiệm tử thi liên quan đến vụ tranh chấp hy hữu khởi phát từ việc em gái của người đã chết, khởi kiện vợ và con của người này để đòi lại thi thể anh trai đem về quê để chôn cất trong khi vợ và hai con của người xấu số cũng muốn giữ phần mộ của người này để thờ cúng. Theo đó, khoảng 2 tháng sau ngày người chồng qua đời, người vợ nhận được thông tin gia đình chồng muốn đưa thi hài về quê. Công an đã khai quật thi hài để lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 26 tháng 10, một ngày sau khi thi hài ông NBT được khai quật, bà Trần Thị Ngọc S, vợ của ông T, đã mất, quê tại Vĩnh Phúc, vẫn cảm thấy xót xa và đau lòng khi gia đình phải đối mặt với sự việc đau buồn như vậy. Bà kể rằng họ kết hôn vào năm 2008 và có hai người con. Trước khi ông Tê qua đời, tình cảm gia đình luôn ấm áp và hòa thuận. Đặc biệt, trong suốt 15 năm chung sống, họ thường về quê thăm gia đình rất nhiều lần. Mọi lần trở về đều nhận được sự yêu thương và đón nhận từ phía gia đình của ông Tê. Vào giữa tháng 7 vừa qua, ông Tê đột ngột qua đời do mắc bệnh lý. Sau khi dùng cơm trưa với gia đình, ông vào phòng riêng ngủ trưa với vợ là bà Trần Thị Ngọc S. Một lúc sau, bà S thấy người chồng tím tái, ngưng thở nên gọi các con. Người nhà hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Ông Tê không qua khỏi và được gia đình tổ chức lễ an táng tại xã Đắk Lao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, sau khi đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho ông Tê, bà S đột ngột nhận được thông tin từ công an tỉnh Đắk Nông về việc xử lý một đơn tố cáo nghi ngờ ông Tê đã bị sát hại. Người gửi đơn là bà NTTN, em của ông Tê và được mẹ của ông Tê ủy quyền. Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông Tê gửi công an. Trong đơn, người nhà của ông Tê cũng cho rằng Ông Tê còn mẹ già nên mong muốn khai quật tử thi để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương. Bà S chia sẻ, chồng mất đột ngột nên sau khi tổ chức an táng xong, tôi đưa hai con về quê thăm nhà nội. Ngày về lại tỉnh Đắk Nông, tôi ngỡ ngàng khi nhận được thông tin có người nghi ngờ tôi và anh Tê không phải vợ chồng, hai đứa con tôi không phải con của anh Tê. Người phụ nữ này chia sẻ rằng, việc khai quật người quá cố khiến gia đình rất đau lòng. Tuy nhiên, họ tuân thủ yêu cầu của cơ quan điều tra, với hy vọng rằng điều này sẽ giúp làm rõ sự thật về vụ việc. Sau đó bà S đã cung cấp bằng chứng để chứng minh lời nói của mình. Bà đã chia sẻ nhiều tấm ảnh cưới được chụp vào năm 2008. Trong số này, bao gồm hình ảnh lễ cưới của bà S và ông T trước bàn thờ gia tiên, cùng với hình ảnh của bố bà S và bố ông T. Bà S lý giải, chúng tôi đã tổ chức đám cưới và đã có đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, không hiểu tại sao chữ ký của cả hai vợ chồng không xuất hiện trong giấy đăng ký kết hôn. Tuy vậy, trong giấy khai sinh của các con, chúng tôi đã đều ghi đầy đủ tên bố và mẹ của họ. Theo cơ quan công an, Quá trình xác minh tại địa phương, cán bộ hộ tịch xác định có làm đăng ký kết hôn cho ông T, bà S, đồng thời hai con của ông T và bà S cũng có giấy khai sinh. Tuy nhiên, cả hai loại giấy tờ này đều không có lưu sổ hộ tịch tại xã. Để xác định nguyên nhân tử vong, xác định huyết thống, ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương khai quật tử thi để lấy mẫu vật đi giám định nguyên nhân, xác định ADN. Đại tá Bùi Quang Thành, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, qua giám định sơ bộ tử thi ông T không có tác động ngoại lực nguyên nhân tử vong là ngưng hô hấp tuần hoàn. Sau khi lấy mẫu vật, cơ quan công an đã an táng người quá cố trở lại nơi cũ. Ông Thanh nhấn mạnh, tử thi người mất không phải đồ vật nên cơ quan công an không có thẩm quyền để bàn giao, vậy nên chúng tôi thực hiện nguyên tắc khai quật ở đâu, an táng ở đó. Đối với việc tranh chấp tử thi, công an hướng dẫn em gái ông Tê khởi kiện ra tòa để được giải quyết. Đại tá Bùi Quang Thanh cho biết, sau khi ông Tê chết, giữa hai bên xảy ra tranh chấp tài sản, dẫn đến mâu thuẫn giữa em chồng chị dâu. Ông cũng cho biết thêm, hiện em gái ông tê không muốn cơ quan công an giám định adn bởi nếu xác định được hai người con là con ruột ông tê thì các cháu có quyền được giữ lại thi thể để thờ cúng theo quy định của pháp luật